quen nhau từ mạng xã hội. Khi mà gặp ở ngoài thì con lại cái đứa rụt rè hơn. Ảnh nói ủa sao trên kia sao thấy nhoi dữ, sao ra gặp cái quéo ngang vậy. Ấn tượng là từ cái nhìn đầu tiên. Em thấy sư live stream và ngồi tướng ngồi rất là đặc biệt. Để hai chân lên bàn, ăn cái gì làm cái gì cũng bằng chân hết. Qua mạng thôi thì mình sẽ có nhiều cái thắc mắc. Ở trên thì nó là một cái mặt khác, nhưng khi ra ngoài thì nó có thể là một cái mặt khác. Và làm nên chuyện tình yêu đẹp. Sau để chân lên bàn, cái là bạn trả lời à, tay dậy nên phải dùng bằng chân. Em cũng thấy thương. Hãy đón xem chương trình Mạch Ghép Hoàn Hảo với câu chuyện tình yêu qua mạng xã hội, được phát sóng vào lúc 19h35 thứ Sáu ngày 24 tháng 5 năm 2024 trên VTV9.